Vụ bắt giữ cựu quan chức công an Nguyễn Thanh Hóa trong vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục gây rúng động dư luận ở Việt Nam. Tính đến ngày 11 tháng 3, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng, tính cả ông Hóa. Một ngày sau khi ông Hóa bị giữ hôm 12 tháng 3, ngôi biệt thự mà tờ Tiền Phong nói là khác lạ của gia đình ông đã bị phá dỡ phần xây sai phép. Vụ đánh bạc triệu đô liên quan tới cựu quan chức công an là một trong các chủ đề được tìm kiếm và đọc nhiều nhất trên Facebook và Google trong hai ngày qua. Một trang với gần 50.000 người like có tên gọi là Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 nhưng không rõ có thuộc quản lý của Bộ Công an hay không, dẫn một bài viết về việc Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền, đồng thời cho biết rằng lực lượng cảnh sát công nghệ cao vẫn hoạt động bình thường theo chức năng nhiệm vụ được phân công và sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp. Cũng trên Facebook, một luật sư người Việt có tên Nguyễn Thanh Bình viết vụ này đã có cách đây hàng hơn nửa năm rồi, nhưng nghe đâu có khá nhiều tướng lĩnh liên quan, thậm chí còn cao hơn cả tướng Nguyễn Thanh Hóa này. Hơn nữa, số tiền thu lợi bất chính vô cùng lớn, có lẽ không ém nhẹm chia chắc được, lại bị Ban Bí thư chỉ đạo phải xử lý nên buộc phải khởi tố, thí một con tốt cho xong chuyện. VOA Việt ngữ không thể ngay lập tức xác thực độc lập thông tin này.